phim truyền hình Trạm Cứu Hộ Trái Tim đang thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả nhờ nội dung hấp dẫn cùng diễn xuất tràn trịa của dàn cast. Phim đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng rating phim Việt đang lên sóng, hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình. Mới đây, một diễn viên gạo cội gây chú ý khi xác nhận tham gia dự án với một vai diễn đặc biệt. Theo đó, nghệ sĩ nhân dân Thu Quế tiết lộ cô sắp tham gia Trạm Cứu Hộ Trái Tim với vai mẹ của Vũ. Vũ là bạn trai cũ của nữ chính Ngân Hà. Khi đang yêu đương mặn nồng với Ngân Hà thì Vũ bất ngờ biến mất, để lại trong lòng cô nhiều câu hỏi chưa được sáng tỏ. Nhân vật của chị sẽ có nhiều ân oán với gia đình Ngân Hà, cụ thể là bà Hạ Lan và ông Trường. Thu Quế cho hay, chính tôi cũng đang hồi hộp xem hai nhân vật nữ vai diễn của Thu Quế và Thu Hà liên quan ra sao đến ông Trường trong phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Do nhân vật chưa lên sóng nên nữ nghệ sĩ chưa thể chia sẻ nhiều về vai diễn, song thông tin Thu Quế sẽ xuất hiện trong phim đủ khiến nhiều khán giả háo hức mong đợi. Bên cạnh việc đồn đoán về vai diễn của Thu Quế, khán giả cũng bày tỏ sự thích thú về mối quan hệ giữa chị và nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, nghệ sĩ ưu tú Phạm Cường ngoài đời thực. Trong phim, họ có thể là oan gia hoặc thông gia hụt thì ngoài đời lại rất thân thiết. Trong phim, Thu Hà và Phạm Cường là vợ chồng, còn ngoài đời, Phạm Cường là chồng của Thu Quế. Hai nữ nghệ sĩ cũng là bạn rất thân. Trạm Cứu Hộ Trái Tim dự kiến lên sóng 60 tập, quy tụ dàn cast thực lực Hồng Diễm, Quang Sự, Lương Thu Trang, Thúy Diễm. Phim đang lên sóng trên giờ vàng đài VTV3 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần. Mời các bạn đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.